Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay thì mình rất là vui mừng vào nhà ông anh ở trong cùng làng này, gọi là được vải nhất làng đấy các bạn. Dự khoảng tập được 3 tấn nha. Đó, đây dụng cụ chuẩn bị bán vải đây các bạn. Xe ba bánh đây. Mấy năm thì được khoảng gấp nhiều lần, nhưng năm nay được khoảng tầm đấy là đã là ok lắm. Đấy, và trước khi ra vườn thì mời các bạn này, đây cùng ngắm một số cây ở phía sát đây này. Sau đó sẽ lên đồi phía sau nhé. Nhưng mà trước hết là mời các bạn xem cái dụng cụ này, các bạn biết là dụng cụ gì không? Đó. Cái dụng cụ gì đây? Đây. Đó, đây ba lăng xích này. Để gọi là xếp sọt ở đây, sau đó là sẽ cẩu lên cái xe, cẩu những cái sọt vải này, lên cái xe phía trên này, lên cái xe ba bánh này. Đó. Năm nay rất ít, năm ngoái rất nhiều nhà chế cái này, nhưng năm nay thì chỉ có mỗi nhà anh Hùng được sử dụng cái này thôi. Đó. Đấy, biết là được sử dụng cái này hôm nay là một cái may mắn đấy. Thôi, cụ thể nào chúng ta sẽ cùng lên vườn nhé. Vườn ở phía đây trên đỉnh đồi này. Lát thì sẽ mời các bạn sẽ cùng ra phía ngoài kia để quay lại bay flycam nhé, xem mức độ thế nào nhé. Cây thì khủng khiếp luôn, to lắm các bạn ạ. Đó, đây. Wow, cây rất là to khỏe này, và được nói chung là được ghép nhé, từ cây vải thiều chính vụ ấy, từ cây vải ngọt này và ghép nó tán được ra đều hết luôn các bạn ạ. Cảm giác như không có thấy hiện tượng mất mùa đâu cả luôn này. Wow, cây đẹp quá, cây rất thưa, trồng thưa và nó tạo tán, tóm lại là tạo tán rất là đẹp. Tạo tán nó không cao quá các bạn nhé, không cao quá này, lấy tán ngang nhiều này, và thân nó xù xì, các bạn nhìn thấy đẹp không? Nhìn như cây cảnh luôn này. Đó, quả thì đại bự luôn. Đấy, hơi ngược một tí nhưng không sao cả. Tầm này thì rất là ok rồi. Đẹp quá. Thì may quá, chiều nay thì mình vào thì chị bảo mai, nếu không nhanh là mai là hết đẹp luôn đấy. Bởi vì mới bẻ được một, gọi là một hai chuyến thôi. Thì ngày mai là nhà chú Sửu Viện đã đặt vườn đây 70.000 rồi. Mà giá ngày hôm nay 75.000 rồi. Thì chị bảo chắc là hớ hớ rồi, nhưng mà đặt 70.000 một cân thì quá ok rồi. Quả đây. Đẹp thật. Mà không thối rụng đâu. Nói chung là nhìn ở dưới gốc thấy quang và sạch lắm các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy gốc khủng khiếp. Cái vườn này thì nhà anh Hùng này thì mình thấy chưa bao giờ mất mùa nhá, mà chưa bao giờ có vải xấu nhá. Toàn bộ là vải đẹp thôi. Và kỹ thuật làm cực kỳ siêu đỉnh luôn đấy. Cây các bạn nhìn nó như là những con chăn con rắn ấy. Tán quá đẹp luôn. Đó, quả to. Nào, mình mời các bạn ăn thử một quả nhé. Rất tiếc là anh không có nhà, có chị ở nhà bảo chị ra, nhưng mà chị bảo thôi cứ ra quay thăm thôi. Còn bà như trên vườn phía trên này, nên một mình ra vườn các bạn ạ. À, đây. Wow. Một số là còn chưa chín nhé. Một số đây như thế này là chưa chín này. Như thế này thì lên mã là, tóm lại là mai thì sẽ chín chỗ nào thì sẽ bẻ chỗ đó các bạn ạ. Đây. Mời các bạn. Wow. Vải vỏ nó dày. Quá là ok luôn. Đây. Nói chung gốc nào cũng thấy đều như thế các bạn ạ. Để còn phải chống lên các bạn cả. Đó. Những cái tán, những cây, những cành ở phía trong là phải chống hết lên đấy. Để không là nó gãy luôn đấy các bạn. Tức là nó rất là xài, rất là nặng luôn. Mình ăn mãi mới hết quả vải. Ngon quá. Rất là ngậy. Những cái chùm phải chống lên này các bạn. Đó. Phải lấy dây buộc chống hết lên này. Đó, cứ không là một mình cái tay là không thể chịu nổi được. Chỗ này nó rơi hàng chục cân. Vẫn biết là quả này nó chưa chín nhé các bạn nhé. Nó chưa chín, chưa to, chưa căng hẳn nhé. Còn nếu nó căng hẳn lên thì có lẽ là phải sợ là cái lạt này còn đứt các bạn ạ. À. Đấy, đấy buộc cái lạt này sợ còn đứt cơ. Đó, cái lạt này để chống lên này. Nó nặng thật đấy. Rất nặng luôn nhé. Ở phía bên này cũng đều phải chống hết lên này các bạn. Đó, chống đỡ hết lên này. Còn như thế này thì mai có thể bẻ được rồi này. Đó, những cái chùm này. Đó, bây giờ đây là mình đang ở gọi là cuối góc góc vườn. Bây giờ mình mời các bạn sẽ đi lên phía trên
thăm những cái cây ở trên đỉnh đồi nhé. Đó, nhưng mà vào gốc các bạn nhìn thấy như một như những con chăn con rắn khổng lồ luôn ấy, tán cực kỳ đẹp luôn. Đó đây, cây này còn phía trong còn gỗ, cái gốc nó còn thành lũa rồi này. Đây nữa này. Đó, cây này mà bác nào mà chơi cây cảnh được thì đúng quá phê luôn này, để lũa luôn. Thế mà ngoài tán của nó thì quả nó cực đẹp luôn này. Đấy. Gần như cây nào cũng kiểu lũa ở phía trên này. Đó, đây. Đây là xương thịt đấy nhá. Đó. Ở ghép thì mới là ghép từ đây thôi các bạn này. Trước đây là cây vải ngọt, vải thiều chính vụ ấy, nhưng mà mới ghép ra đầu tán thôi. Đó, và nó nằm lan lan ở phía đất này. Kể cả bẻ như cây này cũng rất là dễ các bạn ạ. Tán thứ nhất là tán tỉa đều, tay cũng tỉa đều, và nó không, tóm lại là chủ vườn để chăm chút ở đây chắc rất nhiều công rồi các bạn, cực kỳ nhiều công và tâm huyết ở đây. Gốc nào cũng lũa hết, gốc nào cũng sần sẹo hết này. Đó. Nhưng mà cây thì cực khỏe và cực đẹp. Mùa 2024 mà nói chung là để vào cái vườn, nhìn cái vườn Thanh Hà mà sai như thế này thì mình có lẽ là đây là lần đầu tiên mình vào cái vườn, được cái nhìn tìm được cái vườn đẹp như thế này các bạn nhé. Tất nhiên là từ đầu vụ lúc mà mới có hoa thì hỏi anh bảo năm nay thì khả năng vẫn được một chút, và thấy anh em nói là nhà anh Hùng thì vẫn tôi mãi là sẽ được nhất ở chỗ khu chỗ nhà mình này rồi, thì đúng y như thật các bạn ạ. Đến hôm nay gọi là quả chín đấy mới được vào đây. Đó thì cũng rất là may là chỉ là nếu mai không ấy là mai chưa mai là sẽ xấu hơn đấy, là bẻ bớt đi, tức là có quả chín rồi thì sẽ bẻ bán thu hoạch nhé, thì sẽ không biết là bẻ được bao nhiêu, nhưng mà tóm lại là mai chín bao nhiêu là sẽ chảy bằng đó đấy, gọi là quân sáng mai chảy kịch liệt luôn đấy các bạn. Đó, quá là ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên đường bê tông này nhé. Đường bê tông là làm đi lên vườn đấy các bạn. Đó, đây. Ô, vẫn còn một số cây vải ngọt đây. Phía bên này là mất này. Tán cũng rất là đẹp nhưng mà mất không có quả này. Còn đây là quả vải ngọt thì nó đang vẫn còn đang xanh này các bạn nhìn này. Ô, quả vải ngọt vẫn xanh lét luôn. Còn bên trên này là Thanh Hà. Rồi, tiếp tục lên đồi nhé. Đó. Toàn bộ cây này toàn khoảng trên 30 tuổi hết các bạn. Cây những cái vành gốc rồi những cái tành cành tán ngang ấy, nhìn nó khẳng khiu và nhìn nó đẹp lắm. Nhìn nó như là đã là cây cảnh ấy các bạn. Cây này cho lên chậu thành cây cổ thụ luôn nhỉ. Đẹp thật. Đó, đây. Trống neo ra cố hết vào đây. Đây những chỗ này là đã bẻ thu hoạch rồi này các bạn này. Đó, đã chín, đã bẻ, đã bán rồi này. Wow. Mình lên đây tiếp nữa. Trời, wow. Đẹp quá. Nói chung chỉ biết dùng từ đẹp quá thôi các bạn ạ, bởi vì là nó quá đẹp. À đây rồi. Chắc là dụng cụ hôm trước là anh ấy để bóng điện này để bẻ sáng này. Đó, bóng điện này để bẻ sáng này. Để thu hoạch sáng sớm hoặc là tầm 2 3 giờ đã phải dậy bẻ rồi đấy. Thì có bóng điện để thắp buổi sáng ấy. Ông mình chia sẻ như là năm nay bẻ phải lạ quá, bởi vì mọi năm ấy thì đội mình ai cũng bẻ tầm đấy, nhưng năm nay không được bẻ sáng nên là ai cũng cảm thấy nó rất là nhớ nhớ các bạn ạ. Đó. Đây nè, đây. Wow. Wow, cao thật đấy. Mình đang đi lùi lại phía trên này đây. Thực ra là nếu mà các bạn nếu nhìn ở phía trên hoặc bay flycam thì có lẽ là ở phía trên quả nó sẽ trục xuống dưới bên dưới nhé. Và nhìn gần như không thấy quả đâu các bạn nhé. Gần như phải đi ở dưới tán mới nhìn thấy quả các bạn ạ. Chứ còn nếu đi ở phía trên hoặc là bay nhìn ở phía trên thì không nhìn thấy quả luôn đấy. Quả toàn giấu quả thôi. Quả nó nằm ở phía trong, phía dưới hết đấy. Đó, tức là quả nó không nằm ở phía trên. Và cây nó chạm tán thì tán nên toàn bộ là quả nó gục ở phía dưới. Và quả nằm ở trong tán luôn. Đó, đây các bạn nhìn thấy. Những chùm cực kỳ to, cực kỳ sai như nằm ở trong tán hết luôn. Đấy thì mới xem gọi là một chút đầu video này thì các bạn có thấy là đã có vườn nào đẹp như thế vườn này chưa? Còn bản thân mình thì với Thanh Hà nhé, tức là cái vải Thanh Hà này thì chưa một vườn nào ở vụ 2024 này mình thấy được như vườn này. Mà cả làng mình thì chắc là chỉ có mỗi vườn này thôi, và cả khu vực mình đã đi rất nhiều rồi thì cũng được vườn này thôi. Còn nhiều vườn thì cũng được khoảng 2-3 tấn nhưng mà cái cây nó cứ loay thoay hoặc là nó không được đầy đủ như thế này đâu các bạn ạ.
Tất nhiên là vườn này thì vẫn là mất nhé. Đây các bạn nhìn thấy ở phía bên nếu những cây không có quả. Đấy, một số không có quả đây. À, đây những cái cây không có quả đây, nhưng mà đa phần nếu có quả thì lại rất là đẹp, đẹp nguyên cả cây luôn đấy. Đấy, như thế này, này. Thì đúng quả là hiếm. Đó, phía bên này cũng có vải ngọt này. Đây. Đó, đi ở trên những cái băng núi có cả vải thiều nhé, vải thanh hà nhé. Vải thiều là vải ngọt đấy, đây quả thanh hà đây. Còn phía đây là quả vải ngọt đấy các bạn. Đó, đây chùm vải ngọt đây. Nó vẫn còn đang trắng trắng quả nhưng quả nó rất là bự. Những năm trước ấy mình đi bán vải và cùng ông anh này. Nói chung ông anh bán vải bao giờ được, tức là quả chăm rất là đẹp và quả to bự, cực bự luôn và giá lúc nào VIP đầu sổ luôn. Thì riêng vải nhà anh Hùng này. Nên là cái kỹ thuật làm, kỹ thuật chăm sóc thì mình nghĩ là và chưa năm nào anh mất, và chưa năm nào làm xấu, năm nào cũng làm đẹp mà năm nào bán cũng đỉnh sổ. Đấy, chứng tỏ là cái kỹ thuật làm cực kỳ đỉnh luôn các bạn. Đấy, nên là để mà chia sẻ kinh nghiệm thì mình nghĩ là học hỏi chỗ anh Hùng này là quan trọng có học được không. Thì là nó là gần như kiểu là đỉnh cao đấy các bạn. Các bạn chỉ cần nhìn thấy cây thôi nhé, các bạn chỉ nhìn thấy cây tỉa trên cây thôi nhé, cây tỉa trong tán thôi nhé, và tỉa tán thôi, các bạn đã thấy nó đỉnh cao chưa? Đó, cực kỳ tán, cực kỳ thưa, cực kỳ thưa luôn. Những cây thì rất là đẹp, nhìn cây thôi đã mê rồi, tức là nhìn gốc cây, nhìn thân cành lá thôi đã mê rồi. Đấy, sau đó mình nhìn đến quả đấy các bạn. Đó, trên này còn rất là rộng các bạn ạ, rộng lắm. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn sẽ đi vòng lên kia nhé, lên đỉnh phía trên kia, lên cao nữa xem sao nhé. Đó, còn như quả đây, các bạn nhìn thấy cây nó nằm, nó giấu quả, những cái chùm nó to, gọi vật vã, toàn bộ giấu ở phía trong này hết. Gọi là ở trên đỉnh nó không nhìn thấy quả luôn, nhưng mà ở phía dưới tán nhìn lên, ở dưới gốc nhìn lên thì quả là mỹ mãn thật, mỹ mãn luôn. À, đây là chủ vườn thì là trước đây học cùng mình từ cấp 1 đến cấp 2, nhưng mà do là hai bố mình với cả bố anh ấy chơi với nhau từ thời trước rồi, và anh hơn tuổi mình nên là mình vẫn tôn trọng gọi là anh, còn thực ra là học bạn của mình đấy các bạn. Chủ vườn này này, bạn với mình từ thời học từ thời chăn trâu cắt cỏ ấy. Đó, nên là còn hai phụ huynh là chơi với nhau nên là mình chia sẻ là anh hơn tuổi mình, hơn 2 tuổi nên là mình gọi bằng anh. Còn bình thường không, kể cả học thời xưa ấy, học bằng nhau, mình học cả cái đội cùng vụ tuổi 79, 80, 81 đều mày tao hết các bạn. Nhưng mà riêng với ông anh chủ vườn này thì mình gọi bằng anh nhé, anh chị các bạn nhé. Đó, đây hệ thống tưới nước đây các bạn này. Hệ thống tưới nước được chôn ngầm hết lên đây. Đó, hệ thống tưới tiêu nhá, tưới đây được chôn ngầm hết này, khóa van này đầy đủ hết. Đó, đây nó vặn nước chảy luôn này. Đó, nói chung mình không hiểu được cái hệ thống này. Hệ thống tưới ở trên đỉnh đồi này không hiểu được luôn. Chỉ có chủ vườn mới biết được thôi. Còn bây giờ thì mình mời các bạn lên đồi nhá. Có rất tiếc là hôm nay anh chủ vườn không có ở nhà để chia sẻ cùng các bạn và chúng ta xem là cái kinh nghiệm và cách làm thế nào. À, nhưng mà hy vọng là mai nhé, mai thì một hai đoàn nữa. Tức là hôm nay thì mình cũng muốn vừa vào đây vừa thăm, hai nữa là vừa tìm xem là một cái vườn vải đẹp với các anh chị ở Hà Nội ngày hôm qua và hôm nay điện. Có hai ba đoàn bảo là sẽ về, thì mình cũng bảo là các anh chị có thể sắp xếp về thì ok, thì em cố gắng tìm vườn để cho các anh chị trải nghiệm. Thì có một anh vừa hôm nay ở Long Biên thì chiều nay điện, thì anh bảo đi nhưng mà thấy muộn quá, anh bảo thế có thì mai anh đi lên. Tóm lại là các anh còn một vài hai anh chị vài đoàn nữa thì cũng muốn là lên thăm trải nghiệm, thì mình cũng vừa lên thăm vừa đi tìm vườn đẹp, cũng như là vừa muốn chia sẻ với các bạn cái hình ảnh những đồi vải đẹp gọi miên man của đất Lục Ngạn với quý vị khán giả ở trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn cũng như là khán giả cả nước, và đồng thời là cũng tìm vải đẹp để cho các anh chị em trải nghiệm đấy. Đó, thì hy vọng là mai các anh chị em vẫn có đến trải nghiệm, vẫn được thăm được những cái gọi là những cái sút hình lung linh như thế này. Đó, quá là mỹ mãn luôn. Nói chung là trên cây thì không quả thối nào luôn nhé, mã nó đỏ au luôn, cực đẹp luôn. Quả lại to bự nữa chứ các bạn. Đó, quả to bự nữa. Đó, thế gì? Nhìn phê thật. Đó, đây các bạn nhìn này, chỗ này thì nó chưa chín mấy này. Đó, còn chỗ này thì nó chín kỹ hơn rồi này. Ok chưa? Quá là đẹp. Thôi, giờ chúng ta sẽ không để chờ các bạn chờ lâu nữa, giờ chúng ta sẽ lên đỉnh đồi nhé. Đây các bạn nhìn thấy một cái con đường gần 100 mét đường bê tông lên trên đỉnh đồi này, đi như này lên giữa cái đồi vải và lên cao lên nữa. Đó,
Đây, còn lên nữa, thử xem trên này xem thế nào nhé. Đó, đây. Cảm giác ở trên đồi này thì trên này thì mất một số rìa rìa đây là không có quả đấy các bạn. Giống như đội anh em mình đang nói mất mùa này. Nhưng mà giờ lên đỉnh nữa xem sao. Đó. Chỗ này thì mất mùa nhé. Ở phía dưới thì ok lắm rồi. Mình chỉ khám phá một loạt hết xem sao. Đúng trên này thì mất này, vườn hàng xóm này cũng mất này. Wow, cao lắm rồi. Wow, trên này có lán trông ấy. Đỉnh 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 đồi có lán các bạn ạ. À rồi, trên này lại lại có nữa. Đây. À, như có bà đây rồi. Wow, trên này đẹp quá. Đây, wow. Có lán để trông các bạn nhé. Năm nay vườn phải trông vườn chứ không là vải đắt mà các bạn. Chỉ cần chục cân là được triệu bạc hơn. Chục cân là có gần triệu bạc rồi. Ôi trên đỉnh này lại đẹp thế các bạn ạ. Đó, đây rồi, thì như thấy mình thấy bà đang ngặt ở phía bên kia. Bà, con chào bà. Wow. Ôi giời, lên thăm vườn của bà con thấy đẹp quá. Ở thế ở dưới này thì có phải vườn của nhà mình không bà? À thì à. Ở chỗ này hay vườn nhà ấy? À, thế lại lại vườn nhũ hợp lại có một khoảnh khoảnh đây nữa. Thế đường đi đường nào bà? À, chỗ này trước đây của đất nhà bà Tâm à? Đó, thì tóm lại chỗ nào của anh Hùng thì có quả, thế còn chỗ nào của hàng xóm là không có quả. Thế là, và con vừa vào ạ. Đó, đẹp quá. Thực ra là thấy hôm trước con đã thấy các anh chị bảo là vườn nhà anh Hùng là đẹp lắm mà được mùa hôm nay con mới vào được. Đấy thì thấy thăm này quá là ok rồi. Thế là đã bán được mấy chuyến rồi bà? Chuyến rồi đã chín đâu, À, đang bảo mai bẻ. và Mai bẻ với thằng cậu của ừ. cái gì con vợ nhà Đăng À, chú Sửu Viện. ấy À, con vừa nói chuyện với chị Thúy thì bảo là mai đặt 70 rồi thế nhỉ. ừ thế 70 rồi nhưng mà và nó bảo là nó bẻ cái quả chín. đây một số chín đẹp này bạn này. Đây như thế này là ok lắm rồi. Quả chín còn quả xanh thì nếu mà để lại thì nó lên thì nó mua lên xuống thì mua Và xuống nhưng mà quả chớm chín phải bỏ lại mới và không không bán được đâu đây đúng rồi, là cứ bao giờ đâu cũng phải để chín kỹ rồi mới bán nói chung là bán cứ phải để lên mã hết bạn như thì đó bán thế nó được mới được cho quả mịn chứ đấy. không phải Vâng, là xanh nữa bây giờ nó hơi hơi hung hung là nó bây giờ nó mới nó lớn quả nó quả nó khi bắt đầu vào đường nó mới chín kỹ bạn, ừ, nó nó mới to lớn lên bạn đó. Thì con bán vẫn bảo năm nào bán đi với anh Hùng bán đầu sổ luôn. Đó. À, trên này thế là xuống đến phía cây nưa này bà. bà lại để À ấy thằng Cường nó làm à, thế là nhà cô Niên à, bên ừ. này đất nhà cô Niên à. Ừ, bên đấy từ chỗ À đấy dạ vâng, không có quả đâu cứ chỗ nào có anh Hùng thì có quả thôi. ừ. Nào con bảo chỗ này đúng là bên dưới này thì là khác thật, Ừ. mà cây của anh Hùng tỉa đẹp lắm bạn. À, con thấy làm đẹp rồi. Thế này thì tối là phải lên trên này ngủ ở trên này nhỉ bà nhỉ? Trông cả ngày À, đấy trông cả ngày à? ừ, không thì trẻ Và con trẻ và nó vặt nó làm vài rụng ấy đúng rồi, chẳng được bao ăn thì nhiêu chẳng ăn được bao nhiêu nhưng mà nó làm rụng đi cũng nó phí làm phạm. vài rụng nó bán Và à, thế là còn vặt vài rụng bán à? À ở nhà đó. con ở bên kia đó Và nó chảo vặt đi nó bán vài và rụng thì vài rụng hết được bao nhiêu vải được mấy chục cân một mấy chục nghìn một và cân vải này là vải, ví dụ vải có cuống là 70-75 nghìn một cân các bạn nhé, như vải rụng là bán được 18-20 nghìn một cân. Đó thì là cũng phải trông đấy các bạn đó, vì năm nay là năm mà khó khăn mà đấy. Ủa đẹp thế các bạn ơi, cầy quá là thế này thì cái tỷ lệ mất của anh Hùng thì mất ít rồi bà nhỉ, còn cơ bản là được hết đấy nhỉ. Con thấy là cái ông Bách cũng không được nhỉ bà nhỉ. À vâng, thế không đáng kể. Đó, thế thì năm này đúng là nhất nhất anh Hùng mình rồi. Đó. Và nói chung là phải làm rất khéo các bạn. À vâng, tức là chỗ nào có cây có quả là cây cột điện là vườn, còn dịch dịch bên này lại của khác. À vâng. Đó. Đấy thì với tốc độ nha thì rất là ok rồi. Các bạn nhanh chân khẩn trương book lịch để về Lục Ngạn ngắm vải nhá, ngắm những đồi vải. Nói chung là để được đồi đẹp và vườn đẹp như thế này thì rất là hiếm luôn đấy các bạn. Đẹp lắm, nhìn vào là mỹ Còn mãn luôn. cái đoạn ở dưới Hà Nội À sáng nay cũng có đoàn Hà Nội lên phải không bà? hôm qua À hôm qua. đoàn Hà Nội À vâng. mới lại xong vừa đi ra vườn nhà vườn nào thì vườn điệp Anh Nết á? nết Vâng.
Nói chung vườn như năm nay là tiếp khách này là nhiều rồi. Tuấn. À vâng. Tuấn nó đưa mấy chị ở Hà Nội lên. Vâng. Đó, thế là vườn này cũng đã được tiếp rất nhiều đoàn Hà Nội rồi đấy. Vâng. Mai là bẻ rồi. Vâng. Nhưng mà mai dự bẻ có nhiều không bà? Có mai có. Bẻ chắc sọt ở trên này thôi. À vâng. Thế thì vẫn còn nhiều ạ. Thế thì gọi một sọt ở trên này thì chưa bỏ bèn gì cả. Và ở với lại nếu cái vườn của nhà mình này con thấy nếu mà ở bên trên nhìn xuống là nó giấu quả, quả toàn bộ nằm ở phía trong này, trên đỉnh là gần như là nó gục xuống hết đấy, nhìn sẽ nên là nếu mà bẻ rồi thì cảm giác là không không đáng kể đâu ạ, tức là nếu mà bẻ một sọt ở trên này thì vẫn đẹp lắm. Đó đây quả. À, như của anh Hùng một sọt chắc phải gần 3 tạ nhỉ? 3 tạ, bởi vì là cái bà lăng xích ở ban đầu đấy các bạn, kéo kéo lên cái xe 3 bánh mà làm cho 2 sọt là phải thù. À vâng, đấy con thấy mấy lần như có nhớ là năm ngoái năm kia lúc mà chưa xe có 3 bánh, anh ấy ra bán ngã ba đổ đúng hôm trời mưa, mấy anh em xếp lên đến khổ, xong bán lại vẫn được giá cao nhất đấy, nên là bây giờ có cái xe 3 bánh cũng đỡ. Và ừ đấy con đấy hôm và nó vàng đúng rồi đấy, năm ngoái hay năm kia ấy đấy, cái sọt nặng mà quả đẹp đấy, nên là đổ một cái sọt thì bây giờ có xe 3 bánh lại thô nặng nên yên tâm, không phải nghĩ là sợ đổ xe hoặc là gì cả nên mà lại thô được nhiều đó. Đây những cái chùm này. Ô, con thấy anh Hùng anh làm đẹp nhỉ, con thấy không thấy có thối hoặc là ấy gì đâu. Và hai nữa và làm sạch lắm nha, đẹp và đó. Dày hơn nhưng mà cũng cái tỉa cũng thưa như thế. Tán rất là thưa và đẹp. Như ở dưới đấy thì phải trồng từ những năm chắc phải đầu năm 90 vào nhỉ. 83. Năm 83 trồng á? Ở cây gốc những cái gốc cổ thụ đấy. À thế à? Ôi. Thế thì năm nay 40 tuổi rồi, cây vải. 82, 83 các bạn ạ. Vải trồng những năm 82, 83 thì ra nó cổ thụ và nó như kiểu thân nó bị vỡ thân ra ấy. Nó bị lũa thân ra nhưng mà cây rất là khỏe. Đó, đây. Còn trên này thì trồng muộn hơn nhé. Trồng muộn hơn thì ra cây nó nhỏ hơn các bạn. Đó. Hôm nay đi đâu? À, thì nào con thấy ngoài thôn đông thật. Đó, ở... họ ở xã. À, thế chắc không phải, con vừa nãy đi thấy thôn cũng thấy đông chắc không phải ông rồi đấy. Và đó thế là vườn mình là sang đến bên kia nữa à bà? Đấy, sang mãi bên đông mộ. À và thế còn nhà dưới này là nhà ai bà? À thế là người ta vẫn ở đây chứ bà? À và gọi là lán thôi đúng không? Vâng. Bây giờ làm lán đấy. Hai bà con mình từ trên đồi lại xuống rồi các bạn. Đó, lại xuống dưới nhà dưới đây rồi. Đó, từ đây là sang đến cái hết cái hàng sai này, sang đất bên kia là lại vườn của nhông Bách nhà bà. À vâng đúng rồi. Cứ chỗ nào cây sai có quả thì mới vườn của nhà anh Hùng thôi. Đó. Thế cái này là vừa mới cắt, nó không có quả mình cắt đi à bà? Đấy, vừa cắt đấy, cả à, cắt sớm. Tức là nếu mình cắt sớm, cắt sớm hơn là nó sẽ, quả nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Thì là nó không dụng được. À, không dụng mấy. Rồi, đúng rồi, kinh nghiệm. Đó vậy là có quả là phải cắt bớt hết đi. Đó, kiểu và ra đều ấy, là cái và cành không ấy. Thế còn như chỗ này con tưởng là hôm trước bẻ cơ. Có phải? Là đấy đấy. À vâng, cắt đi ạ, đúng rồi. Thưa thành ra là còn đánh. Mới bẻ được một ít thôi. Vâng, còn nguyên quả luôn đấy các bạn. Đó. Cứ đứng thôi và chạm đầu quả. Ô, anh Hùng, đây rồi, đúng chủ vườn đây rồi. Cần tìm. Em vừa vào cái nghe tin từ đầu vụ đến hôm nay mới vào thăm bác được. Đấy là bắt tay gọi có gì trao đổi và giao lưu kinh nghiệm chia sẻ với anh em ở trên trên sóng cái nhỉ. Có cái gì mà kinh nghiệm đâu. Ờ, đi. Đây, ăn may đây em ạ. Ăn may á. Thực ra là nói may là một phần thôi nhưng làm hay nữa. Tức chắn phải làm hay rồi vì năm nào anh làm đẹp mà. Năm nào quả cũng ok mà. Thế như này thì dự được khoảng mấy tấn đấy? Anh chính xác khoảng mấy tấn? Chắc tầm hơn 2 tấn rồi. Em nghĩ chắc khoảng 3 tấn nhỉ. Non 3 tấn là ok rồi. Tầm này 7/21 cầm 200 chơi thôi nhé. Cầm 200 chơi thôi. Đó, đây. Tuột lá rất là đẹp.
Anh dạo xưa là cái lộc này là anh đẻ lộc mấy đấy? Tháng này của anh năm nào cũng đẻ lộc 3. Lộc 3 hết à? Thành ra cây khỏe nhỉ, lộc 3 nó. Vừa rồi nếu mà cái lớp mà cây thứ tư quả nó lên được một lớp nữa vâng. Là 4 lớp. 4 lớp. Tức là cái lớp 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 cuối cuối là được gọi là lộc đuổi đấy à? Lộc vớt đấy. Có nghĩa là từ lúc nó ra quả đến giờ là lớp thứ tư rồi. Lớp thứ tư à? Đó. Chỗ này trước lá cũng dài nhưng mà những cái chỗ xa là bắt đầu nó kiểu nó dần bớt lá lên thứ. Cái này mình tuốt không hay là mình đó, hay là hay tự dụng nó khắc dụng à? Đấy, cảm giác lập gọi là thiếu ánh sáng vâng. Là nó khắc dụng. Ở chỗ nào lá dày thì nó đương nhiên nó sẽ chín muộn hơn nhé. Và có thể là nếu lá dày. Cây này năm ngoái là quả đẹp lắm. Và còn thấy anh Hùng đi bán rồi, lúc nào quả to như quả trứng ấy, đỏ dọi luôn. Quả như này vẫn chưa bằng mấy năm nữa. Không nhưng mà em nếu mà để anh mà để nó chín căng lên nữa thì nó còn to này. Như quả này đây cái này mới chớm thôi. Nếu để nó vào đường nhé, xong nó giãn hết gai xong thì nó quả nó to hơn nữa. Và vàng đúng không ạ? Tú thì bán đó, anh có phải đi đâu mà gian cái thằng nó giả giá cái đứa gì nhỉ mà nó trên Lào Cai xuống. Vâng. Nó đấy bảo cả bán ông à. Em ấy lên nó. Ông có con vào thăm vườn không ạ? Vâng. Bán phát xong nó quay đi kể cả phải ngọt của anh bán. Thì anh bán từ bao năm nay đi ra rồi thấy lúc nào cũng đỉnh sổ hết đi. Hàng rất là đẹp. Năm nay nếu vẫn to hơn. Không. So với tất cả cả khu vực này là chúng độc đắc rồi ông ạ. Vâng. Ô thực ra là con đi cả làng muối hay là chay hay là tân hoa hay là tóm lại con đi rất là nhiều nhưng để mà được quả như thế này thì cái đoàn của tỉnh chỗ như báo tạp chí cộng sản ấy mới báo qua lên đây. À vâng. Thế qua là bảo anh phó phòng nông nghiệp huyện hôm qua đưa lên đây. À vâng, thế là hôm qua là để các anh ghi vài ảnh như xong rồi về. Các anh biết là chỉ cứ điện lên để cho ông của thôi thì nó lụp dùm nó, đẹp thôi. Thế nhưng mà như thế này là gọi là xuất sắc nhất vùng rồi, chứ không phải là ở làng hoặc là xã nữa mà ông ạ. Đâu cây nào hoa hậu nhất nào anh thử chỉ cho em cái nào. Theo con vừa lên ở trên đấy rồi. Trên đấy quả to hơn nhỉ? Không, ở dưới kia hôm nọ anh vặt. À đây. Dưới kia quả đẹp hơn như này. À dưới. Đó. Nhưng mà đại khái là nó phải đỏ đều như đấy, đỏ đều như này nhỉ. Đấy. À, ở dưới kép à dưới cổng chạy mới hôm nay anh xuống là cân 73 74. 73 74 à? Đấy còn cao nhất như hôm nay như đội nhà chú Huyên là 78 79. 77 78. À nhỉ. Vâng. 78. Còn như mình nên là mai là anh xem cả mà một mặt số nó. À một mặt số luôn. Và từ 65 đổ lên. Thế còn hàng này đi mình chốt là 70 à? 70 hôm qua chốt là 70 à. Là bẻ được 79 này. Thế nhưng à, còn những quả xanh thì chưa thông nhất. Còn quả hơi là bỏ lại. Vâng. Thế thì này như này thì mai những cây này là gần như bẻ được gần hết rồi gì? Cây nào mà quả chín là cây thế này có mà còn để được mấy hôm. Vâng. Hôm qua nó cũng vào thực tế đó. Vâng. Bảo bây giờ phải bẻ quả chứ. Vâng. Hôm qua là hai thằng Tàu mới là một thằng phiên dịch. À vâng. Thằng gì con nhà ông Phong nhỉ? Thằng con rẻ nhà bà nè. À rồi. Cường. Thế là thế là đội là vào trực tiếp tàu vào đây để xem giá rồi gì? À, cả hai tàu vào. Hai tàu vào. Vào đây thì nó mở thống nhất thì bẻ cho nó. Vâng. Thế thì hôm qua bảo 75 nhưng nó bảo chưa có giá 75 đâu. À vâng. Hôm nay thì còn hơn cả 75. Cần hơn 75. Nhưng mà thôi hợp đồng với thống nhất thì cứ bẻ. Đó vậy. Nó bẻ được quả chín thôi, quả xanh nó vẫn mua giá khác mà. Hơi hương hương này còn phải để nó chín chứ cái này đã ăn gì đã bán được. Quả này thì chưa bán được này. Cu này thì chưa bán được. Vâng. Được quả chín thôi. Vâng. Có nghĩa là mình bán như thế nào mình bẻ thế. Vâng. Vâng. Thế là sáng mai thì dự kiến là dậy mấy giờ bẻ? Sáng mai bảo cho nó hộ bẻ thì 4 giờ dậy vì nó bảo đến 10 giờ anh 10 giờ mới mang ra được cơ mà. Bạn tầm 3 giờ anh bảo thêm mấy anh em hộ nữa là mai anh bẻ. Thế là được bằng nào thì cứ có nghĩa là chín thì anh bẻ. Vâng. Thế dự là khoảng tầm mấy giờ thì chở đi rồi ra ngoài kia hay là nó vào mang xe vào đây đánh ở trong này? Mình chở đi. À mình chở đi à? Khoảng 9 rưỡi 10 giờ thì nó bẻ. À vâng. Vâng. Mình cứ sớm hơn càng tốt. Vâng. Thế tối mại là vẫn bẻ khoảng tầm 3 giờ là bẻ. Thì bẻ sớm một tí. Vâng. Vâng. Nó phải bẻ mót mà có vâng. Cả cây đâu biết cả cây. Cái này thì có khi vẫn phải đánh dấu anh nhỉ? Phải nhặt cái quả chín chứ còn gì. Phải đánh dấu để xem là tí nữa đánh dấu mai bẻ thế nào. Mai
Và đây, những cái chỗ này gọi là đỏ nhưng mà đã chín đâu. Cái này thì chưa, nếu lên soạt là vẫn xanh lắm ạ. Cái này nó chưa đỏ rồi. Còn to lắm. Và cái này. Còn quả nó còn rực. Nếu mà đã chín thì đó là nó to lắm. Và nhưng mà năm nay là bởi vì mỗi năm là nó không có lộc quả lắm. Nó đều hơn. Và năm nay nó lẫn lộc nuôi cái lộc này thế là đó. Giảm đi. Tức là nếu cái này mà mình cắt lộc sớm hơn phải không? Mình cắt lọc sớm hơn thì để nó sẽ nuôi quả, tập trung nuôi quả hơn. Năm nay cũng có một cái sai lầm cắt hơi muộn. Và so với quả nhỏ của nhà mình thì bằng quả to của ngoài lắm rồi không ạ? Đây. Vì, cái này đấy. Nhiều người cứ hỏi ông có kinh nghiệm gì, có kinh cái gì, may mắn không có kinh nghiệm. Nói kinh nghiệm là phải có không ạ? Con nghĩ là phải có chứ không thể. Có kinh nghiệm gì. Nhưng mà bây giờ mình nói thì có cũng chẳng là và... mình này có hay không. Và bởi vì là ở vườn của mình, nhà mình thì con thấy chưa năm nào mất, mà chưa năm nào quả không đẹp. Đấy thì đương nhiên là kinh nghiệm làm thì... Và hội thảo ở trong Đèo Trắng chỗ có cả tỉnh về thì ông cũng được phát biểu đấy, ông nói là kinh nghiệm là một phần thôi chứ không phải dựa vào cơ bản là về cái khoa học kỹ thuật kia. Và thôi thì đó. Là chưa bao giờ nó mất mùa thì là cũng có một cái là rất vinh dự là nó được như thế. Chưa năm nào mất mùa mà chưa năm nào vải xấu. Năm nay thì vừa rồi thì các anh ở huyện các anh bảo là bây giờ chỉ có khu Tân Sơn. Vâng. Ở khu trên đấy là có một số vườn vải ta này là còn đẹp nhưng mới chưa chín. Vâng. Còn thì... đúng rồi ạ. Con thấy nếu mà như thế chỉ được chút vải muộn ở trên đấy thôi ạ. Còn nếu để vải như là vải Thanh Hà này ở quanh khu vực mình thì không, chưa có vườn nào được như thế này. Các anh ấy ở xã này có thống nhất với ông là bảo các ông ấy đấy là đưa về để đưa tin thế. Vâng. Bây giờ thì thiếu gì vườn đẹp mấy chục tấn cũng đưa vậy, hơn tấn vải để đưa nó không. Thực ra đến thời điểm này là như năm vừa rồi thì vườn mấy chục tấn chỉ có u hồng thôi không ạ? Ừ đấy. U hồng thì có thôi, chứ còn như vải Thanh Hà và vải ngọt thì không có vườn nào. Ở xã này thì ông nọ chỗ anh ấy chủ tịch và bảo cả xã không có ai có được nhiều như ông ấy, chỉ được cỡ khoảng vài tạ, 5-7 tạ giờ lại thôi. Ừ, thế thì nó may mắn nó được hơn chứ còn bây giờ. Những cây của ông là cây trồng từ năm 80 mấy. Đây cái này mấy gốc to này trồng năm 83 đấy. 83, cây cổ thụ. Cắt cái ngoạn đi thì nó bé này thôi. Đấy, tức là nếu tán bây giờ là 8 mét là chạm nhau rồi. Đấy, trồng 8 x 8. Từ cái cây này giờ xuống dưới này là được 16 cây trồng năm 16 cây trồng năm 83. Rồi đấy. Trồng 20 cây nó chết. Vâng. Thế giờ còn 16 cây. Vâng. Thế mà cái năm sai nhất của nó chưa hạ ngọn nó có năm được gần 4 tạ một cây. Một gần 4 tạ một cây ạ. Ừ đấy. Vâng. Có một năm nó chưa chặt ngọn này. Vâng. Có một năm nó được 3 tạ 7, 3 tạ 8 thì. Vâng. Đấy 3 tạ 7 và 3 tạ 8. Cái sai nhất trong vật thử cân riêng đấy. Cân riêng đấy. Tức là thế thì đương nhiên là đến thời điểm này khi mà mình cắt hạ rồi thì nó vẫn được khoảng trên 2 tạ hoặc gần 3 tạ. Không được, bây giờ nó bình thường được tạ rưỡi tạ 6. À vâng. Khoảng ấy là cũng gọi kịch thủ đấy ạ. Và bởi vì là hạ tán cao là hạ hết rồi ông nhỉ, chỉ còn lấy tán tay thôi này. Trước kia là nếu mà tính là phải lên cỡ 5 mét. À vâng, tức là nếu mà lên là còn phải leo cao lên nữa. Đây làm như thế thì kể cả chăm sóc cũng dễ hơn. Bây giờ nó mới thành cái tán này. Anh về đấy cứ bảo ông làm như cây cảnh. Cây này đúng con đấy bảo như cây cảnh nhá, xong rồi. Trước kia cắt mạnh nó mới chết bên trong này. À tức là lúc mà mình cắt cắt đầu tiên là cắt phơi nắng xong rồi nó bị vỡ vỏ. Và xong là thối rồi nó thành như của cây lũa ấy. Đó, như cây cảnh luôn ấy. Và to cây mới trồng năm 83. Và cây này mấy năm 90 mới trồng này. Và tức là trồng sau khoảng 7 tuổi so với cây kia. Và trước đây là toàn bộ là trồng vải ngọt hết đấy các bạn. Đấy, trước kia trồng vải ngọt. Trồng vải thiều chính vụ ấy, nhưng mà sau khi mà thị hiếu thị trường lên ấy thì sẽ ghép cái chuyển đổi. Ghép năm nay mới 5 năm ấy. À vâng, tức là ghép chuyển sang từ vải ngọt sang vải này là 5 năm. Ừ, ghép năm 2018. À, đó, 2018 mới ghép. Còn bây giờ chuyển toàn bộ là sang vải Thanh Hà này rồi. Không, còn một số vải ta nữa. À vâng. Vải ta chiếm 40%. À vâng. Vải ta là cây riêng ở phía trên phải không? Cây riêng nhưng mà năm nay không có quả. À vâng. Ở góc cây có quả. Ở góc trên kia phải không? Vâng. Có cây gần đống mộ có một cây. À vâng. Vâng. Đấy. Còn cái lôm nhôm được vài chùm ấy thì nó rụng nhiều hết. Những quả này nó không đẹp. Quả nó bé bé nhưng mà. Vâng. Nói chung là à cây này như con thấy bẻ rồi đấy phải không? Cây này thu rồi. Cây này chưa. À ui. Ui đẹp thế.
chụp và quả nó hơi nhỏ, nó sai quá lại nhỏ. Nhỏ quả này thì nó sẽ khi nó sẽ vào đỏ, nó lên đỏ nó sẽ căng tròn như này không này. Nó sẽ rất là to, nó to như này. Được như quả này. Được như quả này. Đấy. Và vừa rồi nó chết hụt thành ra à. Tức là yếu yếu cây. Vâng, yếu yếu cây nhưng mà ra quả vẫn rất là sai và đẹp nhé các bạn nhé. Đó. Quá phê luôn. Thế còn vườn bên trồng ngô này là của nhà ai hả ông? À, của ông Lan bên này à? Cũng vâng. 4-5 cân. À. Tức là riêng một cái ngọn này mất 4-5 cân. Sai bằng cái chỗ này. Sai như thế này. Vâng. Đấy, các bạn thấy không? Cứ bảo là do thời tiết khí hậu ấy, nhưng mà đấy cứ hai vườn cách nhau nhé, một gọi là cách nhau một bước chân thôi. Vườn bên này toàn lá nhưng vườn bên này thì toàn quả. Thì đương nhiên là kinh nghiệm ở chỗ đấy các bạn. Kinh nghiệm làm quả là thế. Và đấy chứ còn mình vẫn nói bảo may thôi, như thực ra may cũng là một phần, quan trọng là làm hay nữa, làm kinh nghiệm tốt, rất tốt luôn đấy. Ở trên núi còn nhìn thấy cây nó tơ tơ hơn. Và tỉa thưa thưa nên ra quả nó cảm bự hơn. Cái đây là ông tỉa. À lớp hoa nữa. Nó là trước một tí. Vâng. Ở đây thì quả nó hơi nhỏ hơn trên đấy. Cái mã này có lẽ tầm này phải tuần tuần nữa thì mới lên hết được anh. Cái này thì nếu mà bẻ hết thì chắc phải cỡ 10 ngày. Tầm tầm đấy phải tầm 1 tuần trở ra nữa thì may ra bao nhiêu đấy. Không lo. Năm nay thì bởi vì hôm nay mới là mùng 6 tháng 5 âm ấy. Kiểu gì thì kiểu tầm có khi chờ khoảng 5 7 hôm nữa lại giá đến gần 100.000 cân. Giá bao nhiêu thì không mấy, nhưng mà hãy là bây giờ là sau này mà nếu mà canh không hợp đồng không biết mình mà canh ít quá không võ không cân nữa là rồi mình không biết bán đâu. Không lo đâu bạn, năm nay phải Trung Quốc tranh nhau mua mà. Chất lượng quả thế này thì quá ok rồi. Đấy. Chỉ sợ là lúc cái giá nó lên 100.000 một cân thôi. Và tức là được là khoảng hơn 100 cây thôi mà. Và hơn 100 cây là được khoảng 8 tấn là kịch thủ. Nhưng mà 8 tấn của ông năm nào bán cũng giá cao thì đương được cái giá là và không phải là cái dạng thấp. Và năm ngoái của anh Mạnh Bình Quân vẫn còn được 22 đấy. Năm ngoái 22 à? 22 là kịch thủ đấy. Và bởi vì là năm ngoái ví dụ như vải ngọt mà đẹp thì chỉ mười mấy ấy. Đấy, đẹp đẹp kịch thủ được bán được chưa đến đầu 2. Còn nếu bình bình gọi là đẹp nhỡ nhỡ thì bán 12 13, còn lại là hàng dưới nó còn bán 6-7 nghìn cơ. Đấy. 5 nghìn còn khó bán ấy. Mà anh vẫn bán được bình quân 22 là quá đỉnh rồi. Phải nhà anh bán 22 mà. Và từ đầu cuối. Đấy, đây năm ngoái là nó cứ phải đều đều như mấy quả này này đấy. Lên đẹp lắm rồi. Và nói chung là đây các bạn thấy không, mình vào vườn đã thấy là đẹp nhưng anh bảo vẫn chưa sự ưng ý và quả quả so với mọi năm là vẫn chưa bằng đấy, nhưng mà như thế này là quá là xuất sắc rồi các bạn phải không đấy. Nên các bạn anh chị em khẩn trương nhá, đến ăn vải Lục Ngạn đi, về Lục Ngạn ăn vải trải nghiệm lên đồi nhá. 1-2 hôm nữa là nhà anh Hùng vặt là sẽ bớt đẹp đi đấy. Đó. Và à vâng. Đấy là các đoàn ở Hà Nội, các đoàn xa cũng trải nghiệm ở vườn này rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay cũng rất là may mắn là mình vẫn còn có kịp để gửi đến các bạn anh chị em ở trên những khán giả trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn cái vườn vải gọi là siêu siêu đẹp mùa 2024 nhé, vải Thanh Hà mà mình được biết và anh em cũng được đánh giá là gọi là xuất sắc nhất vùng nhé. Đó. Với như năm nay như thế thì gọi là độc đắc rồi các bạn ạ. Đó. Thì cũng xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn các anh chị ở trong các video clip tiếp theo. Còn trong buổi sáng mai nếu mà mình bố trí vào được thì mình sẽ quay lại cái cảnh thu bẻ vải nhé, thu khoái hái vải buổi sáng mai. Bởi vì là sáng mai là 3 giờ sáng là anh sẽ cùng một vài anh em nữa sẽ hộ để bẻ để mai sẽ chốt giá 70.000 một cân. Đấy, có thể là hôm nay người ta cân đến 77.000 rồi cơ. Có thể là rẻ hơn so với thị trường nhưng cái giá này đã chốt từ hôm trước rồi. Đó thì cũng chúc mừng anh chị, chúc mừng ông bà. Vườn rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Năm nào cũng được mùa, cũng giá cao, cũng giá đầu sổ luôn. Và năm nay thì cũng như vậy. Đó thì ông làm rất là tốt luôn đấy. Một nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Và mời các bạn ăn vải Thiều Lục Ngạn quê mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại.